Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin thay mặt công ty Thế Giới Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin giới thiệu tới tất cả mọi người sản phẩm mới ra mắt của công ty bên em. Đây là bộ đinh hương nguyên khối. Đấy ạ, đây chính là nhân vật chính của công ty em ngày hôm nay. Đinh hương là một loại gỗ rất là quý hiếm rồi, ai cũng biết, không thể phủ nhận được điều đấy. Để có một cái tấm gỗ rất là đẹp như thế này thì bên công ty em đã rất là tâm huyết. Em sẽ quay một vòng để mọi người có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của em nó. Đây ạ. Đinh hương đã quý rồi. Để tìm ra một cái sập ngựa nguyên khối nó dày như thế này quả là một điều hết sức thú vị ạ. Đây, bên em đã để cả bìa như thế này. Bìa đã được xử lý rất là kỹ lưỡng, chống mối mọt rồi ạ. Nên quý khách hàng có thể yên tâm về điều đó. Đây. Sau đây em xin nhờ một bạn nhân viên nữ của bên em xin kiểm tra lại kích thước để mọi người có thể hiểu rõ hơn về tấm này. Đô anh cái chiều dài với. Chiều dài là bao nhiêu ấy? Em 379. Đây à? Đâu? Rồi ok. 3m79. Rồi. Tiếp theo là đến chiều rộng. Ở giữa đi, đo ở giữa cho chuẩn. Đo ở giữa đi. Cái này, tấm này đã dọc vuông rồi ạ. 173. Rồi, rộng 1m73, ok. Thế là dày bao nhiêu nhỉ? Rộng 37cm đi ạ. Dày 37. Dày 37cm, ok. Cảm ơn em. Đây ạ, mọi người có thể chiêm ngưỡng cái những cái đường vân của nó. Rất là đặc sắc đấy ạ. Đặc trưng của đinh hương. Dạ. Những cái đường vân sóng biển này trông thực sự rất là đẹp. Những cái đường cong trông rất là tinh tế. Bên em có bát thợ sơn full 4K rất là đẹp, bóng mờ 4K đấy ạ. Những cái tác phẩm nghệ thuật thế này mà không được những vị đại gia đến bế em ấy đi thì quả thật là rất là tiếc đấy ạ. Các anh ấy chị nhìn này, những cái đường vân này, sóng biển rất là đẹp. Tấm chú ngựa này có thể nói là có một kích thước vừa phải thôi. Nhưng mà cái điều đáng nói của nó là cái độ dày và để các bìa như thế này trông rất là đẳng cấp, rất là mộc mạc. Nếu quý khách là một người yêu phám ngựa thì không thể bỏ qua cái tác phẩm rất là đẹp như thế này rồi ạ. Đây, nếu muốn sở hữu em nó thì mọi người hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0977 999000 hoặc 0931392777 để rước em nó về nhà, để góp phần tăng thêm cái vẻ đẹp của ngôi nhà thân yêu của mọi người.